Thanh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Trung Quốc sửng sốt khi mà Mỹ cấp pháo tự hành M109 có sức mạnh hủy diệt cho Đài Loan, Việt Nam có nên mua hay không? Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Trung Quốc hôm nay. Các bạn thân mến, mới đây Mỹ đã có một động thái khiến cho Trung Quốc vô cùng tức giận, đó là làm phong phú thêm kho vũ khí của Đài Loan. Bên cạnh việc liên tiếp có những lời cảnh báo nặng nề với hai quốc gia trên, Trung Quốc còn tạo ra căng thẳng hơn khi mà dọa sẽ hủy diệt Đài Loan sau thương vụ buôn bán vũ khí này. Vậy Đài Loan sẽ có những động thái đáp trả như thế nào hay là bình chân như vậy? Cộng với cường quốc Hoa Kỳ là bên trực tiếp tạo ra những căng thẳng leo thang, họ sẽ có hành động như thế nào nếu như Đài Loan thực sự bị tấn công? Những thắc mắc đó sẽ được kênh Trung Quốc hôm nay giải đáp trong video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, theo Reuters đưa tin, vào ngày 5 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phê duyệt hợp đồng bán 440 khẩu pháo tự hành M109A6 cho Đài Loan, với trị giá đơn hàng có thể lên đến 750 triệu đô. Trong thỏa thuận còn có một số lượng lớn xe bọc thép, khoảng 1.700 bộ, thiết bị dẫn đường chính xác cho đạn pháo, súng máy và các phụ tùng, chi phí huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng phòng vệ, cũng như nâng cấp những hệ thống pháo sẵn có của hòn đảo này. Sau 30 ngày tính từ khi nhận được thông báo từ Bộ Ngoại giao, nếu như được Quốc hội Mỹ đồng ý, đây sẽ chính thức trở thành thỏa thuận bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan dưới chính quyền Tổng thống ông John Biden. Dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, tờ South China Morning Post thông tin rằng lô vũ khí này sẽ góp phần cho mục tiêu hiện đại hóa lực lượng pháo tự hành của Đài Loan, nâng cao năng lực phòng vệ vững chắc của hòn đảo đối với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai. Tuy nhiên, thì Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh thỏa thuận này cơ bản sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự tại khu vực. Ngay sau đó, thì cơ quan phòng vệ Đài Loan đã bày tỏ sự cảm kích của mình tới chính phủ của Mỹ về thỏa thuận này. Họ tin rằng số vũ khí trên sẽ giúp cho lực lượng trên bộ gia tăng được năng lực yểm trợ hỏa lực và khả năng phản ứng nhanh. Cơ quan này còn gọi sự hỗ trợ vũ khí của Mỹ là cơ sở quan trọng cho việc duy trì ổn định trong khu vực. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ đã thông báo về thỏa thuận này với Quốc hội nước này vào ngày 6 tháng 9 và cần được Quốc hội phê chuẩn mới có thể tiến hành đàm phán chính thức. Được biết, M109A6 là một trong những trang bị hiện đại bậc nhất chỉ sau hệ thống M109A7 đang có trong biên chế quân đội Mỹ. Phiên bản pháo tự hành M109A6 có thể hoạt động hoàn toàn độc lập, xuyên suốt quá trình di chuyển. Nó vẫn sẽ liên tục nhận lệnh bắn, dữ liệu máy tính cung cấp thông tin về mục tiêu, tính toán chi tiết về phần tử bắn lẫn di chuyển, thiết lập trận địa, tiến hành khai hỏa, rồi sau đó lại tiếp tục di chuyển đến vị trí mới mà hoàn toàn không cần có sự hỗ trợ từ bất kỳ một thiết bị bên ngoài nào, chỉ mất đúng 1 phút để cho M109A6 khai hỏa kể từ khi nhận được lệnh trong lúc tiến hành. Bên cạnh đó, thì pháo tự hành tầm xa này còn có thể bắn và chạy với phương châm tác chiến đặc trưng của nó là sống sót tốt trên chiến trường. Mặt khác thì M109A6 còn được trang bị pháo 155mm, có tốc độ bắn khoảng 4 viên trên 1 phút, tầm xa là 18km với đạn thường và đạn tăng tầm là 40km. Ngoài ra còn có đạn pháo siêu chuẩn xác là XM982, dẫn đường bằng hệ thống GPS. Không chỉ có vậy, Mỹ còn phát triển một hệ thống radar nhỏ, trang bị cho pháo M109A6 với mục tiêu bắn hạ cả những máy bay hoạt động tầm thấp hoặc là tên lửa hành trình có tốc độ cận âm. Với những tính năng trang bị sẵn có, đây được coi là một trong những loại pháo tự hành tốt nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại. Các bạn thân mến, dù thương vụ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, thế nhưng truyền thông Trung Quốc đã nhanh chóng có những động thái mới với lời đe dọa hủy diệt gửi tới đảo quốc Đài Loan. Theo đó, Thời báo Hoàn Cầu tuyên bố hùng hồn rằng chính quyền Đài Bắc đã quá ngây thơ khi nhập thêm những trang vũ khí từ Mỹ, bởi nếu như chiến tranh thực sự xảy ra, quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ đánh phủ đầu mạnh mẽ, khiến cho Đài Loan không kịp có cơ hội để đáp trả. Bài xã luận này mạnh miệng khẳng định, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc có thừa khả năng để huy động trên 1.000 tên lửa cho đợt tấn công đầu tiên vào quốc đảo Đài Loan. Sẽ không có bất kỳ một mục tiêu nào ở Đài Loan, từ các sân bay, các vị trí đặt tên lửa
và các lực lượng pháo binh cho đến những trung tâm chỉ huy quân sự có thể sống sót được, tờ báo của chính quyền Bắc Kinh nhận định. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc biết chi tiết vị trí của từng căn nhà, cái cây tại một dải đất trên đảo Đài Loan, nằm ở hướng đối diện với đại lục. Được biết, đây là nơi mà Đài Loan có thể triển khai các vũ khí phòng thủ và đáp trả các lực lượng của quân đội Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu cũng tự tin rằng Đài Loan sẽ không thể điều động một số pháo tự hành vừa mua của Mỹ đến vùng đất nói trên để thực hiện mục đích bắn trả. Mà dù có cho triển khai được đi chăng nữa, những binh sĩ của Đài Loan cũng không thể ngắm bắn được hoặc là điều khiển pháo di chuyển bởi quá hoảng sợ. Tất cả những vũ khí cũng như trang bị mà Mỹ đã bán cho Đài Loan mà sẽ có hai kết cục. Một là sẽ trở thành chiến lợi phẩm của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc hoặc là sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Còn về mặt hành động, những tháng gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường các động thái thị uy, chẳng hạn như liên tục điều các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Quân đội Trung Quốc cũng công khai các cuộc tập trận với vũ khí tối tân, mô phỏng lại cuộc chiến xâm lược Đài Loan. Trả lời câu hỏi liên quan đến vụ máy bay này, quân đội nhân dân Trung Quốc tuyên bố cứng rắn, Đài Loan cần phải nhận thức rõ ràng được rằng tương lai của họ nằm ở việc thống nhất với Trung Quốc, họ sẽ không thể dựa vào Mỹ. Trước đó, thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã từng đưa ra quan điểm Đài Loan độc lập, điều đó đồng nghĩa với chiến tranh. Những lời nói và hành động đầy thủy y trên, liệu có khiến cho Đài Loan phải dè chừng hay không? Hãy để lại comment chia sẻ quan điểm về động thái này của Trung Quốc cho chúng tôi cùng biết nhé! Đáp trả lại những động thái đầy hăm dọa từ phía Bắc Kinh, Đài Loan đã đưa ra thông báo sẽ diễn tập bắn đạn thật, mô phỏng việc đánh trả lực lượng quân đội Trung Quốc đổ bộ tại Đông Sa. Và theo hãng tin Xinhua, thì Cục Tuần duyên Đài Loan đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạn thật sử dụng tên lửa chống tăng gần quần đảo Đông Sa do đảo quốc kiểm soát ở Biển Đông vào tháng 9 tới. Cuộc diễn tập dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 trong nỗ lực giả định sử dụng rocket để tiêu diệt một đơn vị hải quân Trung Quốc đang cố đổ bộ lên trên quần đảo Đông Sa tại Biển Đông. Cục Tuần duyên Đài Loan nói, huấn luyện bắn vũ khí này nằm trong kế hoạch diễn tập thường niên, thế nhưng cuộc diễn tập này thực chất lại diễn ra trong bối cảnh mà Trung Quốc liên tục điều máy bay quân sự vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, gần như mỗi ngày trong vòng một năm qua. Ngoài ra còn có động thái đe dọa hủy diệt quốc gia này mới đây, vào ngày 5 tháng 8 như chúng tôi cũng vừa chia sẻ ở bên trên. Được biết, Đài Loan hiện đã triển khai 168 quả đạn đến Đông Sa cùng với hơn 200 nhân viên của Cục Tuần duyên do lính thủy đánh bộ Đài Loan huấn luyện đã đóng trú trên quần đảo này. Và về hệ thống đặt tên lửa này, loại vũ khí do Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Trung Sơn của Đài Loan phát triển. Đây là một loại vũ khí vác vai dùng để diệt xe bọc thép có khả năng xuyên thủng bê tông, rocket có hai loại đầu đạn. Một loại dùng cho mục đích chống tăng với tầm bắn hiệu quả là 400m và khả năng xuyên thủng thép dày đến 35cm. Đầu đạn còn lại có tầm bắn hiệu quả là 150m nhưng lại có khả năng xuyên thủng bê tông dày từ 20 đến 60cm. Mọi hành động đáp trả cũng rất quyết liệt phải không ạ? Các bạn nghĩ như thế nào về hành động này? Hãy comment ngay dưới video này nhé! Chúng tôi rất chờ đợi những chia sẻ của các bạn đấy! Vậy còn về phía Mỹ thì sao? Liệu quốc gia này sẽ hành động như thế nào nếu như Đài Loan thực sự bị Trung Quốc tấn công? Nhiều chuyên gia và quan chức Mỹ đánh giá rằng nếu như có một thứ khiến cho việc cạnh tranh quyền lực toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc biến thành xung đột quân sự thì đó chắc chắn là Đài Loan. Chỉ với vỏn vẹn 23 triệu dân, cách Trung Quốc gần 150 cây số, Đài Loan gần đây đang trở thành một điểm nóng thời sự. Vào năm 1979, Hoa Kỳ đã có luật quy định rõ ràng về mối quan hệ của Mỹ với Đài Loan. Điều đó không ngăn cản việc Washington bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời công nhận nguyên tắc một Trung Quốc. Vấn đề là luật về quan hệ Mỹ-Đài Loan cho phép quốc gia này bán vũ khí cho đảo quốc để tự vệ, nhưng lại không quy định rõ trách nhiệm can thiệp quân sự trong trường hợp Đài Loan bị tấn công. Trong khi đó, Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ ý định thống nhất phần lãnh thổ không thể chia cách này, dù phải sử dụng cả vũ lực. Cụ thể là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành thậm chí còn từng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không bao giờ để Đài Loan được độc lập. Mỹ một mặt công nhận về chính sách một Trung Quốc, bên cạnh đó không hề có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan.
Thế nhưng, cường quốc này vẫn duy trì mối quan hệ và bán vũ khí cho đảo quốc, hỗ trợ đảo quốc hiện đại hóa quân đội, giúp cho hòn đảo này trở thành một con nhím đảm bảo về khả năng tự phòng vệ, qua đó khó bị tấn công. Qua đây có thể thấy rằng, Mỹ bán vũ khí nhằm lợi dụng Đài Loan và sử dụng quốc gia này để kiềm chế Trung Quốc. Có thể khẳng định rằng, định vị chiến lược của Washington đối với Bắc Kinh sẽ không thay đổi. Mỹ vẫn sẽ coi Trung Quốc là mối đe dọa và đối thủ cạnh tranh chiến lược lớn nhất. Ở một diễn biến khác thì Đô đốc Aquilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới đây còn khẳng định, trong trường hợp nổ ra khủng hoảng quân sự, Mỹ có khả năng hành động để giữ nguyên hiện trạng đảo quốc Đài Loan. Vào ngày 5 tháng 9, khi mà được yêu cầu mô tả về khả năng của Mỹ trong vấn đề bảo vệ Đài Loan tại diễn đàn an ninh ASEAN, thì Đô đốc Mỹ đã nói rằng Mỹ sẽ luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Aquilino cũng cho biết những diễn biến quân sự gần đây khiến ông lo ngại về ý định của Trung Quốc với quốc đảo này. Và truyền thông vẫn thường ra giả nói rằng Mỹ và phương Tây đang dần xuống dốc. Các đối thủ đang tìm cách để lan truyền câu chuyện đó, nhưng tôi có thể khẳng định rằng Mỹ có lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới, Đô đốc nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động để đảm bảo được nền hòa bình và sự thịnh vượng trong khu vực, đồng thời góp phần vào công cuộc giữ nguyên hiện trạng cho đảo Đài Loan. Bên cạnh đó, thì ông cũng nêu ra khái niệm răn đe tổng hợp cho các tình huống có thể gây ra xung đột vũ trang ở eo biển Đài Loan. Quan điểm về răn đe tổng hợp được xây dựng với mục đích để toàn bộ lực lượng hiệp đồng có thể tác chiến một cách đồng bộ trong tất cả mọi lĩnh vực. Và khi mà chúng tôi tích hợp năng lực tác chiến trên cả trên không gian mạng và trong vũ trụ, Aquilino nói. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp của Tin Mới 24 giờ.